Xin chào tất cả các anh em nha. Video này em hướng dẫn cho các anh em nhận tham gia nhận 100 token Sofit đến từ dự án Sofit Valency. Các bạn theo thông tin thì dự án này đến từ Nga. Đây là một dự án tài chính nha tất cả anh em. Trước khi vào dự án mình đã thông báo cho tất cả các bạn nào mà làm những dự án theo mình thì các bạn chat vào viết nha tất cả các bạn. Như cái kèo này nè các bạn. Khoan, các bạn chờ mình chút nha. Mình qua bên video nè. Cái kèo nhận 5 token farm hàng các bạn. Để mình tìm các bạn. Nhận 5 token MVM này, các bạn nào có làm theo dáng này thì các bạn vào giá trí thì có về không các bạn? Mình đã về nghe tất cả các bạn. Hiện tại con này bán được khoảng 1 2 đô chứ không được 90 đô các bạn, tại vì giá quá là sắp thấp rồi. Và bạn nào chưa làm dự án nhận top 10 100 token này biết tự dáng này tự đào các bạn thì token này đã lý sàn này các bạn. Và nó gửi mail thông tin và mình sẽ để những cái video cho tất cả các bạn nào mà chưa làm những dáng kẹo ngon tất cả các bạn. Phan con HDA này các bạn cố gắng làm các bạn. Con HDA này hiện tại giờ nó là cộng đồng nó quyên góp là 36.000 đô đó các bạn. Con này dự kiến là tháng 12. Sẽ ra trực tiếp. Bạn nào chưa làm dự án nhận 8 con HDA này cũng đi luôn các bạn. Các bạn cố gắng làm và bạn nào chưa làm 84 cổ phiếu này từ công ty rác thải này các bạn cũng nên làm luôn các bạn. Một năm 2020 thì các bạn sẽ bán được cái 84. Rồi mình cũng cảm ơn các bạn đã dành cho mình một phút để cập nhật dự án các bạn. Đây thì mình trở lại dự án, mình hướng dẫn các bạn tham gia dự án nhận token Soviet các bạn. Giá các bạn nhận được 100 token Soviet này giá hiện tại đã list trên một cái sàn Uniswap giá khoảng 22 đô nha các bạn. Giá khá là cao luôn mà 0.06 ETH. Rồi các bạn list phần link mô tả của mình, các bạn bấm vào một mở khóa dí nè. Rồi đây thì có hai dí kết nối, bạn muốn bạn nào có xài dí MetaMask thì kết nối với MetaMask các bạn. Còn bạn nào không có thì kết nối với Chocolate nha các bạn. Mình có đây một cái video link hướng dẫn tới Chocolate cho tất cả các bạn các bạn. Rồi bạn bấm vào nút kết nối nè. Nó sẽ chuyển cho tất cả các bạn về một. Rồi. Bạn bấm có một kết nối các bạn, nó sẽ chuyển các bạn vào lại một cái dí Chocolate nha các bạn. Rồi bạn bấm đồng ý. Vì mình đã kết nối rồi. Nó sẽ chuyển về một cái dí Chocolate nha các bạn. Rồi các bạn bắt việc bấm nút đồng ý. Rồi các bạn quay lại một trang web nè. Mà nói gì là các bạn hiểu không nha các bạn. Tại vì mình đã kết nối rồi nên ấy, các bạn thông cảm cho mình các bạn. Còn bạn nào không hiểu thì các bạn cứ nhấp vào đó connect các bạn. Rồi sau khi các bạn connect xong thì các bạn click vào đây nè các bạn. Phan gọi nhập vào ba chỗ gạch này. Yêu cầu đánh cược nhắm bù hiệu khoản gì. Đây mình nó đang cộng cho mình nè các bạn. Tổng dư đây thành dự án game thôi, game show. Để mình chạy về trang chủ nữa các bạn. Rồi các bạn xuống đây đọc hết điều khoản của nó các bạn. Đây là gì vậy, nếu nên giữ cần listener Uniswap tôi cần mã thông báo ship, sau đó bạn gửi điều kiện, sau đó bạn đưa điều sức muốn cho mã thông báo giới hạn thu nhập. Rồi các bạn đây thì các bạn chỉ việc nhắm vào một yêu cầu thôi nha các bạn. Yêu cầu thì các bạn copy cái link này gửi cho những người bạn của tất cả các bạn, mỗi một người thì các bạn nhận được 100 token Soviet. Đây thì các bạn sao chép đi các bạn ơi. Rồi đây thì có một chuyển khoản nè. Đây các bạn, mình đã nhận được 100 token Soviet đó các bạn. Đây thì nó đã gửi về số dư của mình rồi nè. Nó gỡ về mà nó chưa cộng trên số dư này các bạn ơi. Đây địa chỉ nhận. Phần thưởng nhận gì thêm thì các bạn hãy bấm giới thiệu tìm hiểu thêm. Rồi đây thì mình hướng dẫn các bạn đây, nhập lộn rồi. Làm đi các bạn. Sau này có cập nhật thông tin này mình sẽ làm một cái video thông tin cho tất cả các bạn các bạn. Tổng cộng 10 triệu Soviet có sẵn cho các bạn. Hiện tại nó có 10 triệu nha các bạn. Có giới hạn nha các bạn. Chúng tôi hy vọng rằng vậy chúng tôi sẽ tặng thêm phần thưởng nếu gỡ một số phía theo địa chỉ khác.
thêm 200 USD. Đối với tất cả các chiến hữu đặt cược trên 500 USD khi tham gia Covid. Thôi vậy video mình kết thúc nha các bạn. Thì các bạn cứ việc đăng ký và nhận phí đi, có gì mình cập nhật sau. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Chào mọi người. Wow. Dạ, video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.